Kodama, một linh ngàn đời của người Nhật. Kodama là một quan niệm tín ngưỡng vô cùng lâu đời ở đất nước mặt trời mọc. Nó được truyền miệng trong dân gian từ trước khi Nhật Bản bắt đầu có chữ viết. Chính vì lẽ đó mà qua hàng trăm năm, với rất nhiều những biến thể và dị bản nói về linh hồn của cây Kodama. Kodama ngày xưa được xem là những vị thần trú ngụ trong thân cây. Chúng không liên kết với duy nhất một cây mà có thể tự do di chuyển từ cây này sang cây khác. Kodama đi khắp khu rừng để làm nhiệm vụ canh gác, bảo vệ và giữ gìn sự cân bằng của thiên nhiên. Tuy nhiên, một số người khác lại cho rằng thực chất Kodama trú ngụ trong một thân cây riêng của mình và cái cây ấy có hình dạng như bất kỳ cái cây nào khác trong khu rừng. Tương truyền rằng tai ương sẽ ập xuống những hợi mọc vô tình đốn ngã một thân cây nơi có Kodama trú ngụ. Họ chỉ có thể nhận ra sự ẩn thân của các Kodama trong thân cây qua dòng nhựa đỏ như máu chảy ra từ vết đốn. Bên cạnh đó, Kodama còn tồn tại dưới dạng thể của âm thanh, đó là những tiếng vang vọng lại nơi cánh rừng, núi, thung lũng. Tiếng của những thân cây ngã xuống được xem là tiếng than khóc, ai oán của những Kodama. Mặc dù vậy, ngày nay âm thanh của rừng núi lại gắn liền với yêu quái Zokai, cụ thể là yêu quái Yamabiko, chứ không còn là âm thanh của những thần rừng Kodama như trong quan niệm Nhật Bản xưa. Dẫu cho ở hình dạng nào đi nữa thì Kodama đều được cho rằng có năng lực siêu nhiên. Chúng có thể ban phước hoặc nguyền rủa người thường. Kodama khi được thờ phụng và tôn kính sẽ bảo hộ cho những ngôi nhà và làng xã. Ngược lại, những kẻ cả gan bạc đãi hay khinh thường các linh mục sẽ dính những lời nguyền rủa chết chóc. Kodama, những linh hồn được tạo hình và sống mãi với thời gian. Không ai thực sự biết được Kodama trông như thế nào. Trong tất cả những ghi chép cổ xưa nhất, người Nhật Bản vẫn cho rằng chúng là những sinh vật không có hình dạng nhất định. Đồng thời, rất khó để biết được Kodama với những thân cây bình thường trong rừng. Sau này, người ta bắt đầu có nhiều cách để mô tả về Kodama. Đôi khi, chúng có hình dạng những đốm sáng mờ nhạt bay lơ lửng trong không khí như đom đóm, khi lại là một sinh vật trông như yêu tinh được lấy cảm hứng từ văn hóa châu Âu. Tuy nhiên, hình ảnh Kodama gần đây được gắn liền với hình ảnh một linh hồn có hình dáng một người cùng chiếc đầu nhỏ lắc lư vô cùng dễ thương. Hình ảnh này được bắt nguồn từ một bộ phim hoạt hình của hãng Ghibli mang tên Công chúa Mononoke của đạo diễn Miyazaki Hayao. Hình ảnh của Kodama khiến chúng trở nên gần gũi và quen thuộc hơn với nhiều người. Để rồi, giờ đây khi nhắc đến Kodama, người ta sẽ nghĩ đến những linh hồn với chiếc đầu xoay tròn này. Ngày nay, Kodama vẫn được thờ phụng như một tín ngưỡng dân gian ở nhiều nơi khác nhau trên đất nước Nhật Bản. Có thể kể đến khu vực đảo Aogashima thuộc quần đảo Izu. Người dân vẫn dựng những đền thờ nhỏ như gốc cây tuyết tùng Sugi để thờ phụng các Kodama. Trong khi đó, tại làng Mitsune, đảo Hachizo-jima, người dân sẽ tổ chức lễ hội hàng năm để tạ ơn Kidama-san hay Kodama-san để cầu mong sự tha thứ khi họ đốn cây để khai thác gỗ. Kodama, linh hồn của những thân cây ấy vẫn tồn tại trong văn hóa của người Nhật như một cách để thể hiện sự tôn trọng của họ đối với cây cối, với thiên nhiên và tạo hóa.